Hello, xin chào các bạn. Chúc tất cả các bạn nữ 20 tháng 10 vui vẻ nha. Cô vừa đi chơi về đây, tranh thủ ngồi tâm sự với các bạn một chút đây. Chúc các bạn 20 tháng 10 luôn luôn, các bạn nữ nhé, luôn luôn may mắn, luôn luôn xinh đẹp và các bạn sẽ thi đạt kết quả cao trong tới khi có kỳ thi tới đây nha. À, lớp online á, lớp online là có 25 bạn. À, có 25 bạn một lớp mà có gì là đông. Bởi vì bên cô là cứ 25 bạn, bởi vì rất là nhiều bạn đăng ký rồi, nhưng cô lại để cho sang khóa lớp ngày 15 tháng 11, bởi vì là có những ngày là có những khóa là chỉ có 15 đến 20, nhưng mà những khóa gần đây toàn 25. Cô cảm ơn bạn ngày xưa em đến nhá. Cô cảm ơn em rất nhiều. Hoàng Oanh: Hàn sắp chiến tranh có không sao em ơi, đấy là năm nào Hàn Quốc cũng vậy mà. Hàn Quốc lúc nào Triều Tiên và Hàn Quốc lúc nào cũng vậy, năm nào cũng cứ nó cứ kiểu bên Triều Tiên luôn luôn là đe dọa ấy mà. Em không sao đâu, người Hàn, cô thấy người Hàn, cô hỏi các thầy Hàn với cả các cô Hàn bảo có sao mà không, năm nào chả vậy, người ta vẫn bình thường, các em không phải lo. Đúng rồi, đấy, chúc bạn Lê Tùng đang chúc cho các bạn nữ đấy, chúc cho tất cả các bạn nữ, tất cả những bạn nữ năm hôm nay là 20 tháng 10 thì chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp này, luôn luôn là may mắn, thành công này, và các bạn sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tới nhá. Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Nói chung là các bạn chắc là các bạn cũng đi chơi nhiều đúng không? Cô cảm ơn bạn Đại Dương nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Đại Dương là học xong định hướng rồi đúng không? Đang chờ là CVI, cố gắng lên, chúc em may mắn, chuẩn bị là đi ăn kim chi dài dài nhá. Học từ mới mấy hôm lại quên, đúng rồi, cái này thì em cũng phải lưu ý với cô là nếu như em mà học từ vựng mà quên, em phải cố gắng là em cả đặt câu này, muốn nhớ ngữ pháp về cả từ vựng thì em phải đặt câu rất là nhiều, đặt câu rồi với cả là em làm bài tập ấy, với cả nếu như em đang học đến bài 30 rồi, từ bài 30 đổ lên ấy thì em sẽ ôn luyện đề đi, em ôn luyện đấy là hình thức học từ. Không sao, không có căng thẳng gì đâu. Có, đúng rồi, chắc là đầu năm 2025, trong 2025 là cô nghĩ là có, nhưng mà các bạn không phải lo cái vấn đề là chiến tranh đâu. Năm nào Hàn Quốc với cả Triều Tiên cũng vậy. Tất nhiên là cái việc chính trị thì mình cũng không biết được, nhưng mà cô hỏi những các cô Hàn với những người Hàn bảo thế thì bên đấy mà người ta bảo chẳng sao cả, không có vấn đề. Các bạn ở bên Hàn thì các bạn cô vẫn thấy cũng mình vẫn đi làm bình thường, có sao đâu, người Hàn vẫn đi làm bình thường. Còn ở Việt Nam thì mọi người cũng lo lắng nhưng mà không vấn đề gì. Cô cảm ơn bà Ngọc Công nhá. À, hôm nay là có trang điểm nhiều hơn hôm nay vì buổi sáng nay là đi dự cái gặp mặt 20 tháng 10 ở khu nhà cô, mà hội phụ nữ ở khu nhà cô, nên là có vẻ là ăn mặc này cộng với trang điểm nó đẹp hơn một chút. Cảm ơn các em nhé. Sợ tiền nó ra, đúng rồi, cái vấn đề mà nó có xảy ra cái gì đấy thì cái đồng man nó giảm, đồng won nó giảm, nhưng không sao em ạ. Cô hỏi rồi, hôm qua cô cũng hỏi và hỏi mọi người bảo không có vấn đề gì đâu, bởi vì bên Hàn luôn luôn là thế, nó bên Hàn với cả Triều Tiên là hai cái bên Bắc Hàn và Nam Hàn là nó luôn luôn là nó có cái sự là luôn ngày tháng năm nào cũng có, nó cứ xảy ra cái gây hấn ấy, nhưng không sao đâu em ạ, cứ yên tâm. Không vấn đề, các bạn việc học thì học, mà việc học định hướng hay việc chờ bay vẫn bay bình thường, không vấn đề gì đâu nhé. À, một tuần thì học từ thứ hai đến thứ sáu em ạ. Chưa sang biển mà thấy thời sự đưa tiên trình khá phức tạp. Không lo, các bạn ở bên đó còn chẳng lo nữa, em không phải lo đâu. Không vấn đề gì nhé. Các bạn ơi, thả tim cho cô nha, thả tim này, follow kênh giúp cô với nhé. Lịch thi thì chưa có lịch cụ thể đâu. Dương hỏi cô học mà một tuần là học từ thứ hai đến thứ sáu nhé. Học nếu học ca sáng từ 8 giờ đến 11 rưỡi, còn học ca chiều thì là từ 1 rưỡi đến 5 giờ, chúng ta chỉ học một ca thôi. Cảm ơn bạn Quyền Anh, chúc Quyền Anh là luôn luôn may mắn nhé. Cô cảm ơn em rất là nhiều. Cô có sách học tại nhà? Có chứ, nếu như em học cái chương trình E9 này là cô có sách. Cô có thì em cái giáo trình đó thì em cứ đi lái tin nhắn trên TikTok rồi cô sẽ tư vấn cho em nhé. À, nếu như mà chưa có CVI thì khi mà người ta gọi ký quỹ thì em cứ ký quỹ đi nhé. Nếu như người ta gọi thì mình cứ đi, khi nào người ta gọi mình đi ký quỹ thì mình đi nhé.
À, có cái việc mà dịch vụ thì đợt vừa rồi là những bạn nào bên ngành sản xuất là người ta cũng bảo các bạn là đăng ký lại sang ngành dịch vụ cả nam cả nữ đấy, thì nếu như tới đây có lịch thì em thử xem tình hình như thế nào rồi lúc đó mình quyết định đăng ký nhé. À, cô không dạy mà cô không dạy trung cấp mà cô chỉ dạy chương trình E9 thôi. À, nếu mà hồ sơ được nhận bao thì không thể biết được ngày định ngày là mình gửi hồ sơ tầm bao lâu ngày bao bao nhiêu ngày mới được chấp nhận. Cái này phụ thuộc bên phía lao động Bộ Lao động Hàn Quốc. À, gửi đi là vạch 2, còn gửi chấp những cái phần cái vạch chấp nhận thì các bạn phải để là các bạn phải chờ bên phía Hàn Quốc người ta chấp nhận nhé. Có sang năm nếu như cô được biết ý, theo cô được biết là nếu như người ta có cái kỳ thi ý, thì người ta sẽ cho chúng ta sẽ thi tất cả các ngành nghề nhé. Còn em có bằng cao đẳng thì em đi E9 là được, thì khi em làm hồ sơ thì là em sẽ viết vào cái và em nộp cả cái bằng đó nhé. À, tháng này chưa có em ạ. Tháng này chưa có cái lịch đăng ký đâu em, từ giờ cuối năm là chưa có lịch, chưa có là lịch thi, chưa có lịch thông báo là đăng ký thi đâu em nhé. À, học E9 ở Đà Nẵng là học cả học là 4 tháng em ơi, Hoàng Anh ơi, học ở ở Đà Nẵng hay ở Sài Gòn hay Hà Nội đều như nhau. À, đến ngày 26 tháng 11 cô khai giảng lớp là học ca sáng. Còn cô vừa rồi là khai giảng là học ca chiều, chỉ học nửa ca nửa ngày thôi em nhé. À, được ưu tiên kiểu đi nhanh hơn không thì cái này không có. Bởi lý do tại sao có thể là khi mà đi nhanh không là cái chủ sử dụng lao động ấy, cái ông giám đốc khi người ta mà xem cái CV và xem cái thông tin của em ấy, em có bằng thì có thể là có thể em đi nhanh hơn. Chứ còn để mà mình nộp bằng vào để bên bộ người ta đưa đi nhanh là không có đâu nhé. À, em đã từng trượt rồi, trượt visa du lịch rồi, nhưng mà bây giờ xin visa Việt Nam thì cũng không sao, bởi vì vừa rồi là cũng có rất là nhiều bạn là đã từng trượt du lịch này, đã từng trượt visa du học, nhưng các bạn cũng đã bay sang Hàn. Đấy là thực tế là học học viên của trung tâm cô nhé. Các em ơi, thả tim giúp cô, thả tim nhé, thả tim trên màn hình cho cô, follow giúp cô với nha. Ừ, trên trang có người đăng tin năm nay có năm đúng không? Có gì cái gì năm cô đang không hiểu. Học tầm bao lâu vậy cô? Học là khoảng học là hết giáo trình là 4 tháng. Hết giáo trình em biết 4 tháng, và khi có lịch thi chúng ta sẽ ôn chuyên ôn luyện đề 2 tháng. Đấy là học trực tiếp ở trung tâm hoặc online. Còn những bạn mà tự học thì tùy các bạn. Có thể có những bạn học là trong 4 tháng đó xong rồi các bạn cũng không cần thiết phải đến trung tâm ôn trực tiếp, mà các bạn có thể các bộ đề các bạn ôn cũng được, không sao cả. Có bên cô Hoàng Anh, bên cô chỉ học tối là học online thôi chứ không có là học học trực tiếp online nhé. Tối thì học 4 tháng và cũng là học 4 tháng và học từ 19 giờ đến 22 giờ em ạ. À, cấp phép là giai đoạn 4 thì là cấp phép là đến tháng 11 này này, cô vẫn là mùng 5 tháng 11 là cấp phép, nhưng mà còn giai đoạn 5 thì khi mà ra Tết sang đầu năm 2025 thì lúc đó mới là cấp phép là quý 1 của 2025 em ạ. À, cô không dạy, nếu em học on hay học trực tiếp thì giáo viên của trung tâm cô nhá, chứ không phải là cô dạy. Còn giáo trình là bên cô là do cô biên soạn, còn còn lại là cả về kiểm giám sát về cái chất lượng ấy. Cái giáo trình thì là do cô rồi, cả cái cuốn đề là do cô rồi. Thế nhưng đối với là bên cô rất là nhiều lớp cô không thể dạy được, mà cả có các thầy cô giáo bên cô dạy, em cứ yên tâm. Đối với giáo viên bên cô ấy thì là các thầy cô rất là tốt. Tốt là thế nào, các thầy cô đều là những người là tâm huyết này, nhiệt tình, mà đều là những người là tốt nghiệp đại học và có topic 5 và 6, chứ không phải là không 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 có tốt nghiệp đại học đâu, các bạn cứ yên tâm. À, đúng rồi, tất cả các ngành nghề là đều là ra đề như nhau, nhưng cái điểm số là người ta lấy khác nhau. Ví dụ ngành sản xuất chế tạo thì người ta sẽ lấy nhiều 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 điểm nhất, cao điểm nhất. Ngành ngư nghiệp là lấy điểm thấp nhất. À, khóa on là 4 tháng, em cứ để lại tin nhắn trên TikTok rồi cô tư vấn cho nhé.
Thì bây giờ em học Vũ Khánh Hòa ơi, em học vẫn được mà, có sao đâu. Cái em thả tim trên màn hình giúp cô, thả tim trên điện thoại màn hình giúp cô nhé. Thả tim và follow giúp cô nha. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kỳ thi thì chắc phải sang 2025 mới có em ạ. À, Hà Nội thì là đến ngày 10, đến ngày 31 này cô khai giảng, hôm nay 20 rồi đây này. Còn 11 ngày nữa, 10 ngày nữa là cô khai giảng ở Hà Nội, là cái khóa khóa cuối cùng của tháng tháng 10 đấy, còn lại là tháng 11 là cô khai giảng, ngày 13 tháng 11 khai giảng tại Hà Nội. Cảm ơn em nhé. À, là 13 tháng 11 là khai giảng ở Hà Nội trực tiếp, 20 tháng 11 khai giảng ở Sài Gòn, 26 tháng 11 khai giảng ở Đà Nẵng. Đến ngày 31 tháng 10 này là khai giảng khóa trực tiếp tại Hà Nội nhé. À không sao Khói ơi, yên tâm. Cái việc đấy là trên mạng thì thế thôi, chứ còn các bạn không phải lo, không sợ đánh nhau đâu. Khi đánh nhau cái năm nào ở bên Hàn với Triều Tiên nó chả có những cái như thế này, chẳng năm nào cả. Cảm ơn bạn Mùi Hồng nhé. Năm nào cũng thế, năm ngoái cũng vậy. Năm nào cũng có cái gây hấn như vậy mà. Nếu hai vạch thì em phải chờ ba vạch vì có khả năng cấp phép đợt này em nhé, đợt tháng 11. À, dạo này là cô cũng lâu lâu rồi cô không dạy định hướng ở ở trung tâm lao động ngoài nước, vì lý do là cô cũng bận ý, bận lắm nên là cũng không có thời gian. Vì dạy ở đấy thì là phải dạy cả ngày liên tục, nhiều khi cô bận cô không dạy, dạo này cô không dạy. À, nếu em chưa biết tiếng Hàn, bạn bạn có nick Tiểu Ca ơi, nếu như em muốn học chương trình E9 này ý, là em chưa bắt đầu học, thì nếu mà học E9 thì em bên cô có cái giáo trình. Còn nếu như em muốn học để giao tiếp thì em mua cái, thì em sẽ sử dụng cái giáo trình tổng hợp nhá. Thì lúc đó em tìm các trung tâm người ta dạy cái khóa giao tiếp ấy nhá. À thế à, em được gặp cô từ năm 2018. À thế à, cũng lâu lắm rồi nhỉ, bây giờ là 2024 rồi, cũng khá là dài. Em vẫn đang ở bên Hàn đúng không? À, có phải ngày trước năm 2018 là cô dạy em định hướng ở Đại Nam không? Cảm ơn em rất là nhiều nhé. À, nếu mà điểm vòng 1 thì sau 2 tuần thì người ta sẽ báo điểm đỗ, và sau đó là người ta sẽ báo là các bạn là có tên trong danh sách để thi vòng 2. À, thi vòng 2 xong thì cũng phải 10 15 ngày người ta mới báo kết quả, đỗ vòng 1 vòng 2 xong lúc đó chúng ta làm hồ sơ. À thế à, em học ở Đại Nam, hiện tại bây giờ là em vẫn đang ở bên Hàn đúng không? Công việc của em có tốt không? Tú Anh, em có visa rồi. À thế em có visa rồi, chúc Tú Anh luôn may mắn nhá. Nhanh chóng ăn kim chi nhá. Chuẩn bị sang là bây giờ, hiện tại bây giờ bên Hàn cũng đang mùa thu, cũng se lạnh đấy. À, các bạn ơi, để thả tim trên màn hình giúp cô nha. Thả tim giúp cô với nha. Và follow kênh giúp cô nhé. Thả tim thật nhiều, cô cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Chưa thi sao mà đoán trời. Cảm ơn thả tim của cho cô nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn bạn Nick Anh Hải nha. Hello cô giáo. Nè, annyeonghaseyo. À thế à, em vừa hết hạn 5 năm, 5 năm là mang về làm là giấy tờ qua lại. Thế là em là lao động trung thành đúng không? Là em không phải thi mà em chỉ về xong rồi em làm giấy tờ lại sang à? Thế là tốt quá rồi. À, bạn chào bạn Tân Ngô nhá. À, annyeonghaseyo. Nếu như thế thì là đấy, em đi như vậy là cả một khóa rồi, thì là cũng công việc như vậy là cũng khá là ổn. Bây giờ lại đi lại lần hai đấy các bạn. Nói chung là em là ở Trung Thành là từ năm thứ nhất đến năm 4 năm 10 tháng là em không chuyển công ty đúng không? Thì bây giờ em về em chỉ cần làm giấy tờ đấy các bạn ạ. Có bạn đang nhắn trên TikTok cho cô đấy, là ngày trước là cô dạy định hướng ở dạy cho các bạn trước bay 2018 đấy. À, cô cảm ơn em rất nhiều nhé. À, bảo bảo dự đoán gì trước? À, dự đoán thi thì chắc điểm á, điểm thì không thể dự đoán được. À, có chị lấy chồng ở bên Hàn bảo bảo lãnh qua, nếu như là bạn Tân Ngôi, nếu cô chị mà lấy chồng Hàn có quốc tịch Hàn thì chị bảo lãnh như là sang làm thời vụ thôi. Còn nếu em muốn đi theo diện E9 này thì em phải thi nhá, em phải thi chứ. Còn nếu như chị bảo lãnh chỉ sang làm thời vụ là 8 tháng mình lại về,
Đó, làm nông làm thời vụ. Còn nếu em muốn đi theo diện E9 thì em phải thi nhá, phải thi tiếng ra đi theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh Xã hội nhá. À, bữa nay luật đổi trên 1 năm không đổi công ty là qua lại được ạ? À, thế thế là có sự thay đổi. Nhưng hiện tại bây giờ là hiện tại bây giờ là ở bên đó là đổi, ví dụ ngày trước là ở Busan thì lên Seoul, Seoul về Daegu Busan, nhưng người ta chỉ cho đổi một một khu mình ở thôi chứ không đổi đi các tỉnh nữa đúng không? Mắt em cận vẫn đi được em ạ. À, đúng rồi, nếu có chị gái lấy chồng là đi theo biểu giá, em gọi điện gọi hỏi chị xem là chị có bảo lãnh được. Nhưng không, giờ cô thấy các ba các cô dâu toàn bảo lãnh người nhà sang đó làm thời vụ thôi. À, các em ơi, nếu như mà hồ sơ hoài thu, hồ sơ bị hạn chế không vấn đề gì đâu, đấy là cái lỗi thôi, lỗi một chút thôi, không sao, các bạn không phải lo nhá. À, chuẩn bị chiến tranh còn nên học nữa hay không, cứ học đi Lê Văn Tuấn, không phải lo như vậy đâu, cứ yên tâm, việc mình học thì mình cứ học nhé. Hồ sơ bị trả lại thì mình phải chờ bên Bộ Lao động người ta sửa cho mình, xong lúc đó gửi đi nhé. Chứ các em không phải sửa, kể cả các em hồ sơ bị trả lại hay là bị hạn chế, nó chỉ là lỗi thôi. Các bạn cứ yên tâm, các bạn không phải lo lắng đâu nha. À, nếu em ở bên Hàn bất hợp pháp thì đi về đi Hà, ở bên Nhật về thì đi Hàn vẫn bình thường, bởi vì hai đất nước Hàn và Nhật nó không có sự, nó không có liên quan đến nhau, em đi bình thường nhá. À, chỉ có hộ chiếu thì em về em làm lại thôi. Có chứ, trung tâm cô hỗ trợ làm hồ sơ, nói chung hồ sơ rất là dễ. Các bạn mới đầu bắt đầu tham tham khảo cái chương trình này là lo lắng về vấn đề hồ sơ, nhưng hồ sơ rất rất là dễ. Các bạn cứ học đỗ, thi đỗ vòng 1, vòng 2 xong rồi bên cô hỗ trợ hướng dẫn. Đôi khi các bạn cũng chẳng cần hỗ trợ hướng dẫn, các bạn vẫn làm được mà. Như các em chưa được gửi được hồ sơ vào tháng cấp, nếu mà chưa được gửi hồ sơ vạch 2 mà chưa được vạch 3 chấp nhận thì lúc đó thì các em cũng không có được cấp phép vào tháng 11 này đâu, thì chúng ta phải chờ để cho đến lần cấp phép sau thôi nhá. À, làm hộ chiếu thì em tự làm được mà, khai online không 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 làm hộ chiếu được, bên cô không hỗ trợ, chỉ có bên cô sẽ hỗ trợ khai online cho các bạn thôi, bởi vì mình làm hộ chiếu thì là khai online mà, chứ mình cũng có mình tự làm có cần gì phải nhờ người làm đâu. À đúng rồi, Vinh ơi, nếu như 2 năm sau hết hạn chứng chỉ mà mình không được gọi thì phải thi lại đấy. Nếu hai vạch Nhật Diệp ơi, hai vạch thì em phải chờ đến vạch chấp thuận vạch 3, lúc đó mình mới có cơ hội của tháng 11 đấy em nhé. Nếu muốn nghe tốt thì em phải là nghe hội thoại nhiều, nghe hội thoại nhiều, dịch hội thoại đó, học từ vựng tốt thì em mới nghe được. Lớp em ở mấy bạn Hải Dương bị trả lại hết là sao? Không sao em ơi, hơn ơi không phải lo, ở Hải Dương hay ở các tỉnh đều bị trả lại rất là nhiều. Khi trả lại thì bên phía bên Bộ Lao động Việt Nam mình ý, là các anh các chị và các thầy cô bên đó sửa lại cho các lại gửi đi cho các em, không có vấn đề gì cả. Trả lại hồ sơ là nhiều lắm, đợt này bị trả lại bị hạn chế rất đông, rất nhiều nên các bạn không phải lo nhé. Tháng 11 là ngày 13, tháng 11 là cô khai giảng ở Hà Nội nhé. 13 tháng 11. Còn ở ngày 10, ngày 31 tháng 10 này là cũng khai giảng khóa cuối của tháng 10 này là cũng ở Hà Nội. Phương pháp chỉ có cách là mình phải viết đi viết lại này, với cả khi em học đến bài 40, 30 trở lên thì em tập trung vào mỗi ngày ôn một đề. À, mình ôn mình luyện ý, thì cái cách cách học ôn đề ý, đấy là cái cách học từ vựng tốt nhất. Nhưng mà mình phải học hòm hòm đến bài 30 đầu lên. Chứ còn những cái từ trong quyển 1 thì mình cứ phải dần dần dịch này, đặt câu này. Các bạn phải nhớ phải đặt câu. Học một bài, ví dụ hôm nay học bài số 8 chẳng hạn, thì các bạn phải đặt câu thật nhiều. Và mình sẽ vận dụng các câu, những cái từ vựng của cái bài đó để mình đặt câu với cấu trúc mình của cái bài 8 mình học. Mình muốn học từ vựng ngữ pháp tốt thì phải có cách đấy thôi. Chứ bây giờ em ví dụ các bạn học đến 30 từ một ngày đi, nhưng khoảng 3-4 ngày hôm sau cái bài đó mình lại quên luôn. Đó. À, ngư nghiệp có dễ, ngư nghiệp thì điểm rất là thấp, có 65 điểm thôi. Ở Hồ Chí Minh là ngày 20 tháng 11 cô khai giảng ở quận Bình Tân nhé. Một khóa học Tuấn Tuấn Anh ơi, em để lại tin nhắn trên TikTok rồi cô khai giảng. Thì cô sẽ tư vấn cái khóa khai giảng của tháng này, tư vấn khóa học này cho em rõ ràng luôn nhé.
Các bạn ơi, thả tim giúp cô cảm ơn bạn Han. Cô cảm ơn em rất là nhiều đó, chúc cô 20 tháng 10 nhé. Cô chúc tất cả các bạn nữ đang tất cả các bạn nữ đang xem livestream là 20 tháng 10 thật vui vẻ, thật xinh đẹp này, và thật thành công. Đó, và các bạn đang học E9 thì các bạn sẽ đỗ đạt điểm cao trong kỳ thi tới, có lịch thi thì đạt điểm cao nhé. Còn chúc tất cả những bạn đang chờ visa, những bạn đang chờ nhảy vạch là may mắn được nhảy vạch và được cấp phép nha. Em học trên kênh của cô mà 145 điểm à, thế à. Công nghiệp thì đương nhiên là khó bởi lý do là các bạn đăng ký khá là đông, cái chỉ tiêu rất là nhiều nhưng mà người đăng ký cũng nhiều nên thành ra điểm đó luôn luôn cao. Điểm sản xuất chế tạo là cao nhất trong các ngành nghề, nhưng mà theo cô ấy là điểm điểm đó cao, cạnh tranh cao nhưng mà lại là cũng là tốt mà. Cái khi mình sang bên ngành sản xuất chế tạo đi ngành công nghiệp là tốt hơn so với các ngành kia. Của em mùng 3 12 vạch thì bây giờ phải cố gắng chờ từ giờ đến cuối tháng em được nhảy vạch 3, lúc đó em mới có cơ hội cấp phép vào tháng 11 này nhé. Với cả cô cũng nhân tiện hôm đây thì cô cũng giới thiệu về cuốn cuốn đề của bên cô đây. Thì cuốn đề thì từ hôm nọ đến nay, cũng từ tuần trước nữa cô đã làm xong ấy, thì khá là nhiều bạn cũng đăng ký và đăng ký cái cuốn đề của bên cô. Nên bạn nào mà cần đăng ký thì cứ để lại tin nhắn nhé. Nếu bị trả lại thì phải chờ bên bộ lao động bộ Việt Nam mình, các anh các chị trên bộ là sửa cho em thì lúc đó em mới được gửi đi. Phải chờ hết nhé, phải chờ. Nếu như mà em bị lao phổi nhưng em chị hết rồi, có đi du học. Nếu em, Đảo ơi, em bị lao phổi em xong rồi, em chữa rồi, nhưng em phải đi chụp lại xem nó có sẹo hay không, xem còn vết sẹo nữa không. Nếu mà đi du học mà có sẹo là vẫn không đi được đâu nhá. Trước khi xin visa, đi nộp để xin visa là các bạn phải đi chụp phổi đấy. Nữ thì đi thì nếu đi bên ngành sản xuất chế tạo thì sẽ là chậm hơn so với nam. Nhưng tới năm 2025 này, theo cô được biết, nghe ngóng được ý là có ngành bên ngành dịch vụ nhà khách sạn thì người ta sẽ lấy nữ nhiều hơn. Thì các bạn nữ mà đang theo đuổi cái E9 này thì tới đây mà có lịch thì các bạn cân nhắc lúc đó, và mình cân nhắc để mình sẽ đăng ký ngành dịch vụ nhà khách sạn các bạn nữ nhé. Cô chào bạn Trần Hữu Lương. Đúng rồi, nếu mà có ngành dịch vụ thì chắc chắn nữ là khả năng cao hơn. Nên các bạn cứ cứ cân nhắc trong cái thời điểm khi có lịch thi. Nhưng theo cô ấy, trước mắt bây giờ các bạn phải tập trung vào việc là học đã. Các bạn cảm ơn các bạn đã thả tim nhá. Các bạn thả tim, thả like tim giúp cô nha. Không sao, em đã từng bị gãy tay, có kẹp vít, vẫn đi được nhá. Có nhiều bạn cũng như em mà. Có những bạn ở bả vai này, ở chân này, đều bị mà. Nhưng mà mình khám sức khỏe mình vẫn làm việc bình thường, không sao cả. Các em ơi, thả like giúp cô, thả tim nhiều nhá. Không phải dịch vụ, em nghe nói nữ cũng lâu được đi mà tiếng phải giỏi không? Tiếng thì cô thấy vẫn như là bên ngành sản xuất chế tạo thôi. Mình cứ thi đỗ là đủ điều kiện mình đi. Còn các bạn nào muốn tiếng tốt để sau khi mình sang đó mình làm để thuận lợi cho cái việc mình làm việc và sống ở bên đó thì mình nên học một khóa, học xong rồi học một khóa giao tiếp. Đấy, thì theo cô là như thế nó tốt hơn. Đấy, kể cả những bạn mà đang bây giờ chờ bay thì các bạn nên học, có thời gian học, học không bao giờ là thừa. Bởi vì khi sang đó mà không biết tiếng vất vả lắm. Xăm hình đi được, người Hàn không kén em ơi, không kén gì, đi được hết à. Tiến tường nhá, cứ yên tâm. Rất nhiều bạn bị xăm hình vẫn đi bình thường chứ người ta không có hạn chế. Cô chào bạn Lê Thanh Hoa nha. Cảm ơn các bạn đã follow cho cô nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, thả tim giúp cô, thả tim giúp cô thật nhiều nhé. Follow giúp cô, chia sẻ cho cô nhé, để các bạn biết đến nhiều. Nếu mà chiều cao của em là cảm ơn các bạn đã thả tim nha. Chiều cao ấy, nữ thì cô vẫn thấy có những bạn nữ 1m48, nam là 1m59 vẫn đi được. Đó, đấy là hiện là những các bạn ở trung tâm cô mà đã từng bay rồi. Đấy, chứ không phải là ở trung tâm khác.
À, em đang giải đề à, giải đề 960. À thế nếu như giải đề thì nếu như em giải xong ấy thì đây cô có cái cuốn đề đây nha. Có cái cuốn đề này thì là các bạn cô mới làm 50 đề đấy, cô vẫn đã thông báo rồi. Bạn nào muốn sở hữu thì để lại tin nhắn giúp cô. Cuốn này là rất là hay. 250 đề nhưng mà nó có mỗi một đề là 20 câu dạng đề mới, và 20 câu đó thì là có cả đáp án. Nói chung chỉ chuyên đề đọc thôi. Bạn nào mà cần cái cuốn này thì để lại tin nhắn rồi cô sẽ tư vấn cho nhé. Cũng cô đã soạn xong cũng được 2 tuần rồi. Đây cuốn này này hay lắm. Đấy, đấy cô giơ lên để các bạn biết được cái cuốn này là cuốn đề 50 đề của bên cô. Đó. À, em hỏi cô okay. Vạch tình trạng tỳ. Cô ơi sao hai vạch mà? À Xuân Định ơi, cô ơi sao vẫn hai vạch cô nhỉ? Bởi vì hai vạch là người ta gửi đi rồi, nhưng còn cái vạch chấp nhận là bên phía bên Hàn là người ta chưa 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 chấp nhận em thì là vẫn hai vạch. Khi nào em phải có cái vạch ba chấp thuận ấy, cái vạch đó thì em mới được cấp phép nhá. Học đúng rồi, học 31 tháng 10 là học buổi chiều, đúng rồi Trang ạ. Học chiều là học lớp ca chiều. Bởi vì còn phân công các thầy cô mà phân công các thầy cô chứ, vì có thầy đến ca chiều là vì 31 này là có cô giáo dạy là ca sáng thì ca chiều là phải về về khai giảng vào ca chiều. À Xuân Định, nếu như em muốn học khóa giao tiếp thì cô đang dự kiến tháng 11 nhưng thật sự bây giờ cũng rất là bận đấy. Thì bây giờ em sẽ tìm sách ấy, em học ở trên trên các trang có đấy. À, điểm sàn thì cô không đoán được đâu, bây giờ cô không thể đoán được. À, cô ơi lúc đi thi thì thi trên máy tính. À thi trên máy tính em ạ. Bây giờ là thi máy tính lâu rồi chứ có thi trên giấy nữa đâu. Tất cả đều thi trên máy tính, 20 câu nghe, 20 câu đọc, thi trắc nghiệm mà. Các bạn cứ học thật tốt là đi thi tự tin lắm. Cảm ơn các bạn follow giúp cô nhé, thả tim giúp cô nha. Thả tim trên ấn trên màn hình giúp cô nhé. Nhiều bạn mà mới có một vạch ấy thì là chưa được là gửi đi. Các bạn ơi thả tim giúp cô đi nha. À em thi 185 điểm, em nghe hiểu nhưng em không nói được. À đúng rồi Xuân Định ơi, tất nhiên là cái điểm mình thi là mình cũng đang học cái sơ cấp, mình mới chỉ cần thi để đỗ thôi. Còn nếu em nói được sau này em sang Hàn, hoặc hiện tại bây giờ em đang chờ bay thì em học một khóa giao tiếp. Bởi vì mình học cái này mới thi trắc nghiệm, là cái trình độ còn đang rất là để mà nói được, chưa thể nói được đâu. À, bởi vì mình thi này là để sơ cấp mà, mình thấy cái, để mình đủ điều kiện để mình đi thôi. Còn sau này mình phải học nhiều thì mới nói được. Sang Hàn mình có vốn từ vựng này cộng với có môi trường mình mới nói được và nghe được. Có chứ, bởi vì đã đánh nhau đâu mà lo, đã có chiến tranh gì đâu. Cảm ơn các em follow giúp cô, thả tim giúp cô nha. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều, thả tim thật nhiều giúp cô nhé. À, cảm ơn em vừa follow cho cô nha. Thả tim nhé. À, nếu mà em vừa học giáo trình 60 bài dựa theo giáo trình trên của cô, à, đúng rồi, nếu em học như thế rất là tốt. Bởi vì là trên cái kênh của cô cũng giảng cái giáo trình 60 bài. Nhưng mà tất nhiên là các bạn học trực tiếp ở trung tâm thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà những chỗ nào mà mình chưa hiểu thì các em có thể xem lại. Hoặc mình xem trước đi. Xem trước bài của cô xong thì hôm sau mình đến lớp các thầy cô dạy lại thì các bạn cảm thấy dễ hơn rất nhiều luôn. À bạn Lương vẫn đang gần là thế, em vẫn đang cũng đang ở gần Triều Tiên thì bên đấy thế nào hả Trương Hữu Lương? Các bạn ở Việt Nam cũng đang rất là lo lắng ấy, đang học lo là chiến tranh. Có anh bạn Trương Hữu Lương là đang gần Triều Tiên đang ở gần Triều Tiên thì là tình hình chiến sự thế nào, em nhắn để cho các bạn đỡ lo lắng. Các bạn thả tim cho cô, thả tim giúp cô nha. À, lớp giao tiếp thì cô đang dự kiến tháng 11 nhưng mà còn chưa chưa đã định ngày nào mở đa, được ấy. À Khánh ơi, lớp ôn thì khi nào có lịch đăng ký thi thì cô với mở nhá. Với mở lớp ôn được, ôn đề được chứ hiện tại bây giờ chưa mở ôn đề. Bởi vì lịch thi thì người ta thông báo trước 2 tháng thì lúc đó có lịch thi thì cô chỉ cần là thông báo có lịch cái là thông báo các bạn nên chuyên luyện đề thôi.
Có chứ, qua Tết tháng nào cô cũng khai giảng. Có nghĩa là tháng nào trong năm là đều khai giảng hết. Các bạn cứ thu xếp thời gian học cho tốt, để khi có lịch thi thì các bạn sẽ đi đi đăng ký thi và quay lại ôn đề. À, cái điểm dịch vụ thì chưa biết được đâu em ạ. Cái này thì phụ thuộc hết tất cả vào cái việc chỉ tiêu và lượng người đăng ký. À, khi có thông báo thì mình mới biết là chỉ tiêu bao nhiêu và cái lượng người đăng ký thế nào, mình phải đoán được chứ bây giờ thì không đoán được. À, chờ lịch thi rồi đi đăng ký thi. Đúng rồi, trước tiên là em phải học đã, xong khi nào có lịch thi thì lúc đó em đi đăng ký. À, đăng ký, bởi vì đi đăng ký thì chỉ gọi là lấy số báo danh, còn đâu là mình phải học trước, đăng ký có trước qua 2 tháng thôi, nên lúc đó mình ôn là vừa, chứ còn lúc đó mình bị đăng ký học thì sẽ bị thời gian nó gấp, không học kịp được. À đấy, bạn Trương Hữu Lương bạn đang nói là hai nước nó cứ xung đột vậy thôi chứ chưa có gì cô ạ. Đúng rồi, bởi vì nó cứ xung đột thế thôi, nó cứ gây hấn với nhau vậy thôi mà, chứ còn để mà chiến tranh thì chưa, nên các bạn không phải lo. Năm nào nó cũng gây hấn như vậy, tổng thống Triều Tiên luôn luôn là thế mà. Cảm ơn các bạn follow cho cô nhé, thả tim trên màn hình giúp cô nha, cảm ơn các em rất là nhiều. À, em mới học xong khóa Hồ Chí Minh. À, cảm ơn bạn Trịnh Xuân. À, thế thì bây giờ là em ôn nhá, cái cuốn ngân hàng đề em ôn đi nha, ở nhà em ôn cuốn ngân hàng đề, nghĩa là học từ vựng đến khi có lịch thi quay lại là chúng ta sẽ ôn đề nhá. À, muốn thi topic 2 thì là khó không? Tất nhiên anh ơi, nếu học cái topic 2 ấy, thì là có thể là em học cái giáo trình tổng hợp ấy. Đó, thì là nó đơn giản thôi, nhưng vấn đề là mình phải luyện đề thi topic riêng. À, cô ơi bao giờ có đợt thi thì Huỳnh ơi chưa đã có thông báo gì. Em cứ học thật tốt, chuẩn bị kiến thức tốt đã nhá. À, em cách biên giới chưa đến 10 km, bạn Việt là thế à? Thế thì có thấy tình hình ở đấy thế nào? Có thấy lo lắng không? Cô thấy các bạn ở Việt Nam cứ lo lắng lắm, mà có nên học hay là thôi. À, bây giờ em mới bắt đầu học thì ok, không vấn đề gì nhá. À, em nếu học em đi chương trình E9 thì bên cô có bộ giáo trình, thì em cứ để lại tin nhắn trên TikTok rồi cô tư vấn cái giáo trình để cho em, và em học cái giáo trình đấy rất là tốt. À, học trên tiếng Hàn Kulivân của cô. À, năm vừa rồi là tháng 1 năm 2024 là có đăng ký thi và bắt đầu thi từ tháng 3 đến tháng 6. À, trung tâm cô ở Vạn Phúc Hà Đông nhé. Em để lại tin nhắn, cô sẽ tư vấn và gửi cho em các thông tin nhé. Đúng rồi, đấy bạn Trường chỉ cần học trên kênh của cô thôi, học từ vựng là cũng đủ đỗ, quan trọng là mình chăm chỉ đến đâu và mình lượng từ vựng mình học được như thế nào, và mình ôn đề nữa, mình cố gắng luyện đề. Nên các bạn là đã học xong rồi, tập trung vào cái việc ôn đề nhé. À, ôn đề ví dụ như các trung tâm các thầy cô đã phát cho rồi. Còn nếu bạn nào muốn sở hữu cái cuốn đề 50 đề đọc bên cô mới biên soạn xong thì để lại tin nhắn nha. Trung tâm cô không dạy để thi topic, chỉ thi EBS topic thôi. À, cái cuốn 53 đề là có cả đề nghe, và cuốn là 50 đề này là chỉ có đề đọc thôi nhé. Đấy. Đấy, cuốn này bạn nào cần muốn sở hữu, bạn nào cần thì nhắn tin cho cô nhé. Còn bên cô có cả cuốn ngân hàng, thì cuốn ngân hàng thì các bạn ở trung tâm cô đã phát cho từ ngay từ khi mà đến khai giảng rồi. Học đến bài 30 các bạn đã được 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 ôn cái đấy, các bạn cố gắng ở nhà ôn rồi. Còn cái cuốn 53 đề nữa, bên cô còn có cả cuốn 53 đề là 1 này, cuốn ngân hàng đề là 2 này, và cuốn 50 đề đọc là 3 dạng đề mới. À, từ vựng cô dạy ở trên kênh ý, thì là chỉ là cô soạn ở ở tất cả giáo trình 60 bài, là trên kênh giáo trình 60 bài đó là cô soạn ra thôi. Còn cái cuốn từ vựng mà để cô soạn ra để thành cuốn ý, thì nó hơn 3.000 từ cơ. Nếu như bạn nào mà học ý, mà tự học thì các bạn phải nên có cái cuốn là cuốn từ vựng này, cuốn ngữ pháp này, cuốn đề thi.
Đấy thì các bạn thì bởi vì cái cuốn từ vựng là khi mà ở trong cái clip cô dạy ấy, thì là cô chỉ soạn hết trong các bài đó thôi. Nhưng mà ở cái cuốn từ vựng có cả phần văn hóa thông tin, cô cũng phải soạn ra các cấu trúc ngữ pháp thường gặp này, rồi những đuôi câu thường gặp này, rồi những cái trạng, những cái phó từ thường gặp thì cô vẫn soạn hết ra nên nó mới thành ra là hơn 3.000 từ. Chưa có lịch thi em ạ. Nếu như các bạn tự học thì sở hữu cái bộ giáo trình bên cô là 8 cuốn, rất là ok nhé. À, học tiếng Hàn thì cô phải học thì phải học 4 năm chứ. Học thì phải học 4 năm, phải học học đại học thì phải học 4 năm chứ em. Phải có bằng thì mới dạy được chứ. Còn các bạn thì là dạ, học cái này chỉ 4 đến 6 tháng. Các bạn học cái này sơ cấp để đi theo chương trình E9 này thì là chỉ có là 4 đến 6 tháng, 4 tháng học cơ bản và 2 tháng là học ôn đề. Các bạn thả tim trên màn hình điện thoại giúp cô nha, thả tim cho cô nha. Thả tim thật nhiều like, follow giúp cô với. Cảm ơn các bạn, thả tim thả tim. Nhớ cho cô là thả tim thật nhiều, vừa nghe cô tư vấn phải vừa thả tim giúp cô nha. 5 ngày em học lướt 4 chưa? Trời. Em học gì mà học giỏi thế? 40 5 ngày 40 từ hay 400 từ? sang năm lớp ở Hồ Chí Minh cô khai giảng tháng mấy? Là tháng nào khai giảng nhá? Tháng 10 cô vừa khai giảng về tháng 11 này, 12 này, lúc nào cô cũng khai giảng, tháng nào cũng khai giảng ở Hồ Chí Minh một lần. À, đợt em 2024. Em đợi 2022 24. Thế em đi Nhật à? Thế bây giờ em sang Nhật rồi à? Thế cái vạch tiến trình của em là mấy vạch rồi mà sao bao giờ ấy? À, chào bạn Minh Huấn nhé. À, khi học buổi tối thì bên cô là học học online, học từ thứ hai đến thứ sáu. Cảm ơn bạn Hồng Thi nha, cảm ơn Thi rất là nhiều nha. À, chúc Thi luôn luôn là xinh đẹp nha. Thi là chúc Thi chuẩn nhanh nhanh chóng là được cấp visa, chắc là đợt tới này là trong tháng 10 này, cuối tháng này là Thi bay đúng không? Cảm ơn Thi hôm trước vào Sài Gòn, cảm ơn em là hạt điều và bánh bía của em rất là ngon, cô cảm ơn em rất là nhiều. À, nếu mà gửi mùng 9 tháng 10 có kịp ba vạch không cô? Nhưng bây giờ em chỉ chờ là Minh Huấn ơi, em chỉ cần chờ là bên phía Hàn chấp thuận thôi, còn không biết là người ta chấp thuận ngày nào thì mình cũng phải chờ. À, không, bên cô là không có học là 3 buổi tối một tuần, không có học buổi tối trực tiếp, chỉ có online, mà bên cô mà đã học thì phải học hết tuần luôn, từ thứ hai thứ sáu chứ không là cách học 2 4 6 hoặc 3 5 7 đâu. À thế à, em đang học tiếng Hàn trên tiếng Hàn Cully Vân của cô à, chúc em học thật tốt nhé. Cô chào bạn nick hết nợ đổi tên. Có bạn thì sang Hàn đổi tên, có bạn hết nợ đổi tên, cố gắng học thật tốt để kiếm thật nhiều tiền để hết nợ đổi tên nhé. Đúng rồi, gửi lại phải chờ duyệt hồ sơ, chưa duyệt xong hết phải không cô? Chưa em ạ. Ừ, em sang Hàn 2 năm mà không nghe được cô ơi, cô có lớp nào dạy không? Đấy, 2 năm thì nhưng mà vấn đề là em làm ở bên đó thì là đối toàn gặp người Hàn hay là có cả người Việt. Nếu làm cùng với người Việt là mình sẽ tiếng mình sẽ không giỏi được đâu. Thế thì em cũng phải cố gắng, em phải xem lại và cái thời gian em xem phim Hàn này, phim có phụ đề là cái kỹ năng của mình nghe cũng là tốt mà. Học thêm từ vựng nữa. À đúng rồi, nếu mà toàn người Việt thì chắc chắn là sẽ không giỏi được đâu. Những bạn mà đi trước, các bạn ở trước rồi, các bạn bao nhiêu cái công việc là các bạn nói thay cho mình rồi. Thế nên là chính những bạn nào mà đến sang Hàn một mình, không có người Việt mà chỉ có người nước ngoài, những bạn đấy là bắt buộc mà học rất là tốt, tiếng rất là tốt. Có sang năm nếu có các ngành nghề thì là sẽ có cả ngành dịch vụ nhé. À, những cái bệnh truyền nhiễm là không đi được em ạ. Có chứ, nếu ngưng nghiệp thì được phỏng vấn, phải có cả vào vòng 2 phải phỏng vấn và thi nghề, tay nghề bình thường mà. Đều phải thi hết em nhé.
các bạn thả tim cho cô trên màn hình nhé. Hôm nay 20 tháng 10 là các bạn đi chơi hết rồi hay sao? Đi đi ăn đi chơi này, các bạn nam này thì là đưa bạn gái đi tặng hoa này, đi chơi đúng không ạ? Các bạn thả tim giúp cô. Thả thật nhiều, bấm thật nhiều trên màn hình nha. Thi đậu EBS, rồi đậu nộp hồ sơ có hủy để thi lại được không? Không được, bởi vì bạn Mạnh ơi, nếu như em mà thi đậu rồi thì em phải hết hạn chứng chỉ là 2 năm, xong lúc đó em mới được thi lại. Bởi hồ sơ của em đã gửi sang Hàn rồi, chứ bây giờ em không hủy được. Nếu mà hủy thì lại gần đấy. Cô cảm ơn em nha. Có chứ, em cao 1m60 mà nhìn khỏe mạnh vẫn đi, em cứ học đi không sao nhá. Bạn Trinh Nguyễn nhá. 1m60 chứ có bạn 1m59 con trai vẫn đi được mà. Em 1m60 đâu phải là thấp lắm đâu. 59, 58 còn thấp hơn em, các bạn vẫn bay. Nhưng mà nhìn các bạn rất là rắn giỏi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì vẫn đi bình thường, không có vấn đề gì mà. Nếu mà E9 đi xây dựng là 85 điểm em ạ. 85 điểm năm 2024. Cô chào bạn Trần Đức Huy nhé. Nếu như mà Tiên ơi, nếu mà là nữ ấy, thì là tới đây có ngành dịch vụ nhà khách sạn thì em nên đăng ký thi ngành dịch vụ nhà khách sạn, còn không thì em sẽ đăng ký ngành sản xuất chế tạo. Nhưng cô vẫn nói ngay từ trước là cô vẫn bảo các bạn, nếu như các bạn nữ đi các ngành sản xuất chế tạo, ngành công nghiệp ấy, thì là sẽ đi chậm hơn so với nam, nhưng vẫn đi bình thường chứ không phải là không được đi. Nhưng các bạn nam hầu như là đi nhanh hơn. Còn nếu ngành dịch vụ nhà khách sạn tới đây người ta lấy nhiều nữ, gọi là phần trăm nữ lấy nhiều ấy, thì các bạn nên đăng ký khi tới đây là đến năm 2025 có lịch thi. Tại vì giờ cũng chỉ còn có 2 tháng nữa là hết năm 2024 đúng không các em? Thời gian đi rất là nhanh. Mới hôm nào mà đã là giờ đã tháng 10, 20 tháng 10 rồi. Đó. Đấy nên là vấn đề là các bạn phải cố gắng học, bởi vì càng ngày cạnh tranh càng cao á. Cảm ơn bạn chị Thu nhá, cảm ơn nhá, đã chúc cô ngày 20 tháng 10. Hàn Quốc với Triều Tiên là không có vấn đề gì, các bạn cứ học đi vẫn ổn không sao cả. Năm nào người ta chả như vậy, Triều Tiên với cả Hàn Quốc lúc nào nó chả gây hấn như vậy, chả năm nào là không cả. Nhưng có chiến tranh đâu mà lo các bạn, cái việc học các bạn học đấy. Có vừa nãy có một bạn là cũng bảo ở gần giáp với cả Triều Tiên nhưng các bạn vẫn đi làm việc bình thường, có cái xảy ra cái gì đâu. 35-36 tuổi không phải khó. Độ tuổi của em là độ tuổi lao động. Mình vẫn có trong độ tuổi mình vẫn đi được bình thường nhá. Cố gắng học thật tốt thôi. Em đã đi 10 năm giờ lỡ đậu. Mùa sơ xong được thông báo hạn chế em phải làm. Em đã 10 năm rồi. Thì thật sự là đã 10 năm rồi, là em đi 10 năm là 2 khóa. 2 khóa rồi em có nộp hồ sơ và là cô nghĩ là khó đi đấy. Em ạ. Bởi vì cô có một bạn ở trên Vĩnh Phúc là như em, đi 2 khóa, về vẫn thi đậu, vẫn nộp hồ sơ nhưng mà không được, không đi được. Thì em chuyển đổi sang em đi cái chương trình theo dạng visa khác thôi. Chứ mình cái theo quy định nghĩ là, theo luật đi là mình sẽ đi là được 2 lần, là gần 10 năm đúng không? Đấy, có một bạn ở Vĩnh Phúc về cũng đi thi, cũng làm hồ sơ mà, nhưng cũng không đi được. Thi khoảng bao lâu, nhiêu điểm hy vọng đó? Cái này thì không biết được em ơi. Phải chờ khi nào có lịch thi, khi nào lượng đăng ký thi và chỉ tiêu. Chứ bây giờ cô cũng không biết là bao nhiêu điểm đâu. Cô chỉ biết năm nay là điểm là 150 điểm là khá là cao. Thì không biết sang năm là đầu năm 2025 mà có lịch thi không biết như nào. Quý 4 có cấp phép bổ sung hay không thì cái này thì cô không rõ. Cô chỉ biết là đến ngày mùng 5 tháng 11 là đến ngày mùng 8 là có cấp phép thôi. Và để cấp phép ngành sản xuất chế tạo đóng tàu. Còn ngày 11 đến ngày 15 là cấp phép về nông ngư. Cô cảm ơn em nhé. Đấy là theo cô được biết bạn ở Vĩnh Phúc cũng đi thi như em đấy. Thôi thì nếu không thì mình tìm lại đi theo diện visa khác có sao đâu mà. Em đỗ rồi mà em chuyển visa du học vẫn được. Bởi vì em đỗ nhưng mà em không đi, em đi du học không có sao, không ảnh hưởng đến visa du học đâu nhé. Đi Hàn thì những người may mắn, có nghĩa là như em nói là dựa vào may mắn đi Hàn thì hầu như là các bạn đều đi được cả. Chỉ cái phần trăm rất là ít là các bạn không đi được. Nhưng mà may mắn là các bạn đi nhanh hay không là dựa vào may mắn là những bạn được gọi đi nhanh. Có những bạn gọi đi rất là nhanh nhưng có bạn là chậm. Đấy là dựa vào may mắn. Các
các bạn thả tim trên màn hình điện thoại giúp cô nhé. Vừa nghe cô tư vấn các bạn cứ hỏi đi và thả tim cho cô nha. Thả thật nhiều tim vào. Cảm ơn các bạn. Nhấn thả tim cho cô nha. Follow kênh giúp cô nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Cảm ơn các bạn nhé. Thi online được không? Thi á, thi online không được, em phải thi trực tiếp chứ. Không thi được, đến đăng ký thi em phải đến trực tiếp. Thi là phải đến trực tiếp chứ. Không thể nào mà online được. Mình có học thì học online được thôi. Hai vạch thì bây giờ phải chờ vạch chấp thuận bên phía kia, người ta chấp thuận thì em mới có cơ hội để cấp phép đợt tháng 11. Cô đang dạy ở Hà Nội. Bên cô có cả Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Hà Nội là Vạn Phúc Hà Đông, còn Sài Gòn là trường cao đẳng nông nghiệp Bình Tân, còn ở Đà Nẵng là trường cao đẳng nông nghiệp trường cao đẳng nghề Đà Nẵng. Bên cô có 3 cơ sở. Trần Đức Huy ơi, em nếu em học ở Hà Nội thì đến 31 tháng 10 thì cô khai giảng nhé. Còn ngày 13 tháng 10 là 11 là khai giảng Hà Nội và 20 tháng 11 khai giảng ở Sài Gòn, 26 tháng 11 là khai giảng ở Đà Nẵng. Thấy chỉ tiêu cấp phép là 20k người, nghĩa là cấp vừa rồi chỉ tiêu là cấp phép của quý 4 này này là cấp phép hơn 30.000 người, nhưng mà người ta sẽ cấp phép cho cả 16 nước. Các em hiểu rằng là cái chương trình E9 này không phải riêng Việt Nam mình là sang làm việc đâu, mà 16 nước sang Hàn Quốc làm việc nhé. Nhưng mà có hai nước là Myanmar và nước Bangladesh. Hai cái nước đó là giờ hiện giờ là Hàn Quốc người ta tạm thời không nhận vì là có nội chiến. Đấy, theo cô được biết là các người ta thông báo như thế. Còn Việt Nam mình ý, thường thường là Việt Nam mình cũng được cấp phép hoặc là chỉ tiêu thường thường khá là nhiều hơn so với các nước kia. Đó, nhưng mà cái hơn 30.000 đó là phải phụ thuộc vào là 16 nước, không phải riêng Việt Nam mình đâu nhá. Triều Tiên có... Không sao, bạn nick người lạ không phải lo em ạ. Đấy, em không xem, vừa nãy có một số bạn cũng đang ở bên Hàn cũng đang xem livestream bên với cô và bà cô hỏi đấy. Thì bạn bảo không có vấn đề gì, năm nào cũng vậy mà. Năm nào thì Hàn Quốc với Triều Tiên nó cũng vậy nên các bạn không phải lo lắng đâu. Em ơi, em để là Kim Vy ơi để lại tin nhắn trên TikTok rồi cô tư vấn khóa học cho nhá. Ở Vinh cô không có, cô chỉ có ở Đà Nẵng, Sài Gòn và Hà Nội thôi. Em cái việc em học và làm hồ sơ hay là học thì cứ học đi, không phải lo lắng đâu. Đấy là nhiều bạn cứ lo lắng về vấn đề chiến sự, chiến tranh nhưng không có vấn đề gì đâu nhé. Nên cứ học đi. Và còn những bạn mà chờ mà được tới đây được cấp phép và được gọi bay, gọi đi học định hướng thì cứ làm. Chứ không phải lo, nhiều bạn lo lắng quá là bảo thôi em không đi. Đấy, đến mức độ đấy đâu mà phải lo. Cứ cái việc mình làm là làm mà. Đã xảy ra cái gì đâu mà các bạn phải sợ. Không phải đâu bạn Linh ạ. Người có gia đình có khả năng được chọn thấp hơn. Không phải. Cái này nó không có liên quan người có gia đình hay là không có gia đình đâu. Nên cái việc chọn nhanh hay nha hay là chậm là do bên phía giám đốc các nhà máy ở bên Hàn. Chứ không phải là người có gia đình mà không được chọn nhanh như là các bạn độc thân đâu nhé. Cái điểm của ngành dịch vụ hay là điểm sản xuất thì bây giờ không ai có thể đoán trước được bạn nhé. Nên là cứ phải chờ đợi thôi, cứ trước mắt là phải học đi đã. Học thật tốt, có lịch thi, đi đăng ký thi, xong ôn đề thật tốt. Đấy. Chứ còn bây giờ đoán điểm thì không biết được, đoán được, chẳng ai đoán được điểm là bao nhiêu điểm đâu. Cứ phải chờ thôi. Chứ bây giờ nhiều bạn cứ, cô chỉ biết là nói là các bạn năm nay là năm 2024 vừa rồi ý, điểm lấy 150 điểm là điểm cao. Thế thì mình biết là năm nay 150 điểm mà cái lượng người đăng ký rất là đông, và tới đây lại có thể đông hơn thì mình phải cố gắng học. Chiến tranh Hàn với Triều Tiên có ảnh hưởng gì đến lao động bên nào? Không sao đâu, đã chiến tranh đâu, không vấn đề gì. Trời ơi, không phải lo. Ai bạn ai sợ oánh nhau thì cứ ở nhà đi, để em đi cho cô. Không sợ. Tất nhiên là nếu như mà chỉ tiêu mà ít thì điểm nó sẽ là cao em ạ.
Được em ơi, bạn bạn Nick Sơn Bá à, 1m61 đi được mà. À, em cứ nhìn mạnh khỏe là được. Cứ cái 1m61 có thấp đâu, 1m58 còn đi được cơ mà. Nếu mà bạn Quyền ơi, nếu ra Tết học thì có kịp không? Thì cái này thì cô sợ là nếu ra Tết, nếu như mà em sắp xếp được sớm thì càng học sớm, còn lúc đó thì có thể mình phải học cấp tốc thôi. À, có lịch thi thì người ta không biết là đầu năm tháng 3, tháng 2, tháng 1. Cái này người ta chẳng thông báo. Riêng đối với cái chương trình này, các bạn phải biết rằng là Hàn Quốc chẳng bao giờ thông báo cho Việt Nam mình, là tôi thông báo với Bộ Lao động Việt Nam là đến những tháng này, ngày này tôi cho thi, mà thông báo trước 5 đến 7 tháng hay 1 năm. Người ta chỉ thông báo trước có 2 tháng, luôn luôn có sự bất ngờ như vậy, nên là các bạn phải cố gắng học trước. À, nếu như cái này thì là cái bằng đấy thì em không có bằng cấp 3 thì em không cần nộp cũng được, không cần phải mua bằng làm gì. Với chương trình này là người ta có cần bằng cấp đâu, vẫn đi bình thường mà. 1m48 là chỉ dành cho nữ, 48 49 thôi, chứ nam thì có thấp lắm không được em ạ. Có chứ Linh Nguyễn ơi, tháng 11 là ở Hà Nội là 13 tháng 11, và ở Sài Gòn là 20 tháng 11, Đà Nẵng 26 tháng 11 em nhé. Còn tháng 10 đấy, 31 tháng 10 cô khai giảng tại Hà Nội nhá. À em nộp rồi thì cũng không sao, người ta cũng chẳng điều tra ra là mình hồ sơ là cái bằng đó, là mình chỉ để nộp vào thôi, chứ còn cũng không vấn đề gì. Có bên cô có ký túc xá Linh Nguyễn, em học ở Sài Gòn hay Hà Nội? Ở Hà Nội có, Sài Gòn cũng có nhá. Ở Hà Nội là có, ở Vạn Phúc Hà Đông em ơi. Nếu em sắp xếp được đến 31 tháng 10 này là bên cô khai giảng khóa mới. À, còn nếu như mà chưa sắp xếp được thì là ngày 13 tháng 11 Linh nhé. Mà bạn là sang Hàn đổi tên, em đã tiến trình của em được mấy vạch rồi. À, Linh Nguyễn ơi, nếu em học em cứ để lại cái thông tin của em trên TikTok rồi cô sẽ tư vấn cho em rõ ràng nhé. Cảm ơn các bạn đã vừa follow cho cô nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều follow và thả tim giúp cô nhé. À, thế là em là học định hướng xong rồi à? Học định hướng xong rồi, giờ 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 lên visa, thế thì chúc em may mắn nhé. Chúc em nhanh được có visa và bay sang Hàn để ăn kim chi nha. Và kiếm tiền nha. Và em là nữ hay nam? Là nam 46 cân à, cũng không sao, em cao 1m60 đúng không? Ok mà. Đấy, khi nào sang Hàn thì đổi tên nha. Học định hướng xong rồi, giờ là chỉ cần là chờ bay thôi. Đấy, nói chung là các bạn cứ cố gắng thật học chăm chăm chỉ này, học thật tốt này, rồi chúng ta sẽ được đi sang Hàn thôi. Quan trọng là các bạn phải thi đậu mới đi được. Là nam được em ạ, 46 hơi gầy, ăn nhiều và cho béo lên một chút nha. Các bạn không phải lo cái việc mà chiều chiều cao thì với thấp quá với sợ, chứ còn cân nặng thì mình còn béo gầy cơ mà, còn ăn còn tăng cân có lo gì đâu. Bởi vì là cái chiều cao cân nặng đối với Hàn Quốc là người ta cũng không không đến mức độ nó khắt khe như bên Nhật đâu. Ôi hi hi, không phải lo bạn hi hi ơi, không phải lo chiến tranh. Ôi trời ơi, lúc nào nó chả vậy. Ở bên các bạn, ở bên đó các bạn vẫn cứ cứ vẫn làm việc bình thường mà. Cô cũng hỏi các người Hàn này này, cô quen đấy, cô hỏi thế ở tình hình bên đấy thế nào, và không có sao cả, lúc nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, không có sợ chiến tranh. Trời ơi, không phải lo. À, duy trì 40 kg để đẹp bộ đội. Duy trì để ném bộ đội à? Bạn than. À, những bạn mà đang chờ chờ bay cũng sốt ruột, những bạn mà chờ lên vạch cũng sốt ruột, chờ thi cũng sốt ruột. Cái chương trình này thì các bạn cũng biết rằng là phải chờ phải đợi. Đó, nhưng mà thôi thì cũng phải cố gắng. Cô biết là các bạn sang Hàn cũng vất vả lắm chứ, làm cũng vất vả lắm, làm cho gọi là tư bản mà,
cũng có làm cũng thời gian rất là dài, nhưng đổi lại được cái tiền lương cao hơn so với ở Việt Nam. Thì thôi thì mình vất vả, mình phải chấp nhận, tuổi còn trẻ thì mình cố gắng phấn đấu lúc tuổi trẻ thì cũng không sao cả. Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải cố gắng học thật tốt, để thi đậu thì các bạn mới đi được. Chứ còn nếu không thi đậu thì cũng không có cách nào. Nhiều khi làm học mà có hơi nản một chút thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng là đây là mình cũng đầu tư để đi làm kinh tế, để đầu tư để đi kiếm tiền, nên là cũng phải cố gắng nhá. Cảm ơn Tiên Tiên rất là nhiều. Nhiều người bạn cũng mới sang cũng gọi điện về cho cô bảo vất vả lắm cô ơi, kiểu này em mệt lắm, không biết là như thế nào. Nhưng mà sau cô vẫn bảo là các bạn 1 đến 3 tháng đầu tiên khi sang Hàn là các bạn rất là vất vả, mà các bạn nhớ nhà này, công việc này, ăn uống này, tất cả mọi cái nó mới. Sang một đất nước khác rồi ăn uống này, ngôn ngữ bất đồng, các bạn kiểu như nhiều bạn còn bị khủng hoảng ấy. Thế nhưng sau 3 tháng thì các bạn dần dần ra ngoài, sau 3 tháng thì cô thấy bạn nào mà là thế thì bây giờ đã ok chưa? Rất là ok rồi. Thế sau đến 3 năm, đến 4 năm mà thấy còn muốn ở, vẫn muốn ở. Đấy, nên là các bạn không phải lo. Làm 5 năm rồi kinh doanh. Đúng rồi. Bởi vì là cô vẫn bảo với các bạn nhé, nếu như sang Hàn mà khi mà mình sẽ chuyển đổi được visa thì các bạn nên là hỏi ở bên Hàn và chúng ta sẽ chuyển đổi visa. Ví dụ như mình đi là dạng visa E9 thì bạn nào mà thi được TOPIK rồi sẽ chuyển đổi visa E7 là dạng visa kỹ sư ấy, thì lúc đó là đón người nhà, người thân sang. Thì dù rằng các bạn đã chuyển đổi cái visa như thế thì các bạn sẽ được ở bên đấy lâu hơn. Đấy, rất là nhiều bạn chuyển đổi visa đấy. Nên là chúng ta cố gắng học trong cái thời điểm mà đang chờ bay này này. Các bạn thi rồi chờ bay nên học thêm tiếng Hàn đi. Chúng ta học một khóa giao tiếp hay học một khóa này thi TOEIC ấy, thì nó để cho phục vụ cho sau này mình sống ở bên Hàn. Mình muốn chuyển đổi visa thì nó rất là dễ. Chứ nếu như các bạn mà sang Hàn mà không học ấy, là học ở nhà mà mình chỉ biết mỗi là đỗ tiếng này xong mình sang là mình thôi không học nữa, vất vả lắm. Cô ơi em học với thầy Đại sắp bay rồi cô. Vậy à, có phải cái đợt mà học thầy Đại xong em ra ngoài cô là học vòng 2 đúng không? Chúc mừng em nhé. Chúc em luôn may mắn thành công nha. Bạn Hải Phong, Vũ Hải Phong năm nay khắc nghiệt lắm cô nhỉ? Cái điểm thi thì cô nghĩ là như vậy, càng ngày càng càng là cạnh tranh cao. Đúng rồi, thế là cái đợt mà em ra học vòng 2 bên cô đúng không? Em sắp bay rồi, chúc em luôn may mắn nhá, thành công nhá. Không, làm gì có, đấy có bạn nào ở bên Hàn đang xem livestream của cô thì bảo với các bạn giúp cô với. Không có bạn đang lo là bên Hàn chiến tranh. Có lớp on bạn Hoàng Hoa ơi, lớp on là ngày 15 tháng 11 khai giảng, ngày 23 tháng 11 là đã chốt danh sách và cô không nhận nữa, và cô để đến ngày bạn nào đăng ký đến ngày 15 tháng 11 nhé. Hàn với Triều Tiên không sao. Hàn với Triều Tiên thì hai nước đấy luôn luôn là Bắc Hàn và Nam Hàn luôn luôn là cứ gây hấn với nhau mà. Các bạn không phải lo nhé. Nếu như học từ vựng hết 60 bài rồi, ngữ pháp thì ô thế thì phải học cả ngữ pháp với cả dịch đặt câu rồi là học hết từ vựng thì quay ra ôn đề đi nhá. Nếu như mà không học ngữ pháp vào lúc ôn đề, lúc luyện đề là mình không dịch được câu à. Một khóa là học 4 tháng, em để lại tin nhắn trên TikTok nha. Lớp trực tiếp ở Hồ Chí Minh có em ạ. Lớp trực tiếp ở Hồ Chí Minh là ngày 20 tháng 11 khai giảng, cô vừa khai giảng hôm vừa rồi. Là cô mới khai giảng ở Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 10 khai giảng xong, cô vừa về hôm qua hôm kia. Hồ Chí Minh 20 tháng 11 Xuân Xuân Vân nhá, em để lại tin nhắn trên TikTok cô tư vấn khóa học cho em nha. Ôi trời ơi, gần hết pin rồi. Máy của cô gần hết pin để cô bảo cô lấy pin. Hàn Quốc và Triều Tiên có ổn không sao em ơi?
Ừ, để à em cứ đăng ký học đi, em học ở đâu được, trung tâm nào gần nhà em cứ đăng ký học, học rất tốt, tự học cũng được, không phải lo. Hàn Quốc và Triều Tiên chưa đánh nhau đâu mà lo. Suốt ngày chỉ lo đánh nhau. Để cô vào cô lấy cái sạc pin, cô sạc pin về đã nhé. Còn máy cô đang hết pin, đợi cô một lát nhé. Máy này nó hết pin. Em cứ nhắn tin rồi để lại tin nhắn trên TikTok rồi cô sẽ tư vấn cho các bạn hết. Các bạn nào mà muốn sở hữu cái cuốn đề bên cô này, giáo trình này, học như thế nào, các bạn cứ để lại tin nhắn cô tư vấn cho các bạn nha. À, lịch thi thì chưa có, Yến Trần ơi chưa có nhá, lịch thi chưa có đâu em ơi, Trung Kê ơi chưa có, khi nào có lịch thì có trên trang của Bộ Lao động người ta sẽ thông báo vào trung các trung tâm như cô hoặc là cô sẽ tư vấn cho các bạn, chứ bây giờ chưa có lịch thi nên bây giờ chúng ta trước mắt là phải đi học đã. Bạn nào học rồi thì các bạn sẽ tập trung vào ôn đề, bạn nào đang học thì cũng phải học thật tốt và phải luyện đề trước đi nha. Đến học đến bài 30 đổ đi hết quyển 1. Các bạn cứ học hết quyển 1, chúng ta phải tập trung vào ôn đề, vừa học quyển 2 vừa ôn đề thì cái kỹ năng tốt với cả từ vựng với nhớ không các bạn hay quên lắm. Nhưng bản thân cô thì thôi, bởi vì học ngoại ngữ cái từ vựng nó khó nhất mà. À, nếu mà cấp phép của sang năm thì đầu năm 2025 là cấp phép quý 1, còn tháng 11 này là cấp phép quý 4 của năm 2024 mà. Cảm ơn các bạn đã follow cho cô. Các bạn thả tim trên màn hình, trên trên điện thoại nhé. Nhấn nhấn thả tim giúp cô nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, thả tim nha. Các bạn thả tim giúp cô với. Ôn đề dễ nhớ từ vựng hơn học. Đúng rồi, bạn Dúi nói rất là chuẩn. Ôn đề dễ nhớ từ vựng hơn học rất nhiều. Nhưng mà chúng ta phải học hết quyển 1 về ôn đề chứ, bây giờ mình vừa học một vài bài mình không thể ôn đề được. Đấy là cái kinh nghiệm. À, hôm nay đẹp quá ạ. À. Hôm nay 20 tháng 10 là phải đẹp rồi đúng không? Ngày ngày phụ nữ Việt Nam mà cô vừa đi 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 tham gia ở chỗ phường nhà cô về nên là gọi là trang điểm hơi bị đậm hơn này. Mặc đẹp hơn một chút. Nhà đi liên hoan gặp mặt của hội phụ nữ của phường. À cô nhận rồi, rất rất nhiều hoa rồi. Nhận các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều, bạn các lớp rồi nhắn tin cho cô rồi, thật là hạnh phúc đúng không ạ? À, phụ nữ rất là hạnh phúc là ngày mùng 8 tháng 3 này, ngày 20 tháng 10 và nhất là ngày 2 20 tháng 11 là ngày nhà giáo nữa. Đấy những cái ngày đấy là rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, và rất là hạnh phúc được nhận những lời chúc tốt đẹp đến các bạn và cô cũng chúc tất cả các bạn là luôn luôn mạnh. À đúng rồi, rồi tặng hoa thôi, em cứ thả tim các bạn. Hôm nay là nhân ngày 20 tháng 10 là thay vì cái việc mà tặng hoa thì cô chỉ mong các bạn thả thật nhiều tim cho cô là được. Thả tim cho cô là vui lắm rồi, đấy là thay cho. À, cứ bây giờ học đi, sang năm vẫn ok mà. Các bạn cứ học đi, chứ bây giờ đã có lịch thi đâu. Chưa có lịch thi nên các bạn không phải lo lắng nhá. Cố gắng. À, cam sam đi ta. Sam đi ta. Cam sam đi ta. Giờ buôn, cam sam đi ta. À, nếu như mà lịch thi người ta chỉ có trước, người ta thông báo trước qua 2 tháng thôi. Anh nhân CEO. Anh nhân chào bạn Minh Vân nè, anh nhân CEO. Cảm sao ta. À, nếu như theo mọi năm thì cái năm 2024 vừa rồi đấy em. 2024 đợt năm nay thì người ta là có lịch đăng ký thi tháng 1 đó, thì tháng 3 thi.
À, ổn Dũng ơi, không phải lo, Hàn Quốc và Triều Tiên ổn mà. Các em không phải lo lắng đâu. Đúng rồi, học 2 tháng cấp tốc không học được đâu, vất lắm luôn. Thật sự là cô rất là sợ để khi mà có lịch thi mà mở cấp tốc, các em biết rằng là đợt tháng 1 năm 2024, coi như cuối năm 2023 vừa rồi cô mở mấy lớp cấp tốc ở Sài Gòn là mở hẳn 3 4 lớp cấp tốc mà cô rất là vất vả, mà các bạn vất vả học không có một cái hiệu quả. Nên là cô năm nay là cô cũng nếu ở Hà Nội, bởi vì là Hà Nội thì vừa rồi là mở cấp tốc thì cô thấy ok, bởi vì các bạn học, các bạn thi thời gian nó dài từ tháng 3 đến tháng 6, đến tháng 6 thì các bạn rất là tốt. Nhưng Sài Gòn học có 2 tháng không học nổi. Các bạn học rất là chán, chán nản bởi vì học không vào, giáo viên dạy mệt mỏi nên là rất nhiều cái phát sinh về vấn đề học giữa cô và trò, nên là năm nay nếu có lịch thi thì cô cũng không thể mở được cấp tốc ở Sài Gòn được. Thôi cô cứ vẫn mở bình thường, còn khi nào đến lịch thì các bạn cứ đi thi. Nếu không ok thì các bạn quay về học lại. Đó. À, có, nếu chứ mọi năm thì nó có lịch, nó thi nó khác nhau, nhưng có năm 2024 này là tháng Sài Gòn là thi tháng 3. À, đăng ký tháng 1, xong rồi tháng 3 bắt đầu các bạn đã đi thi rồi. Thi đến tháng 4, thì ở Hà Nội thì bắt đầu là cuối tháng 3 đầu tháng 4, thi đến tận tháng 6 thì Hà Nội sẽ được thi dài hơn, bởi vì ở trong Sài Gòn là cái tỷ lệ người đăng ký thi ít thì người ta cho thi trước. Đấy, cũng không hiểu là người ta tính toán và người ta sắp xếp nào thì mình cũng không biết được, nên thi trước như thế thì rất nhiều bạn ở Sài Gòn học mới được có 2 tháng thì cũng đậu được. Có những bạn cũng vừa học xong mà chưa ôn được cái khóa, có những lớp chưa ôn được gì đã phải thi thì là cũng cái tỷ lệ nó rất là kém. Nên các bạn đã xác định là học cái này là phải học 4 tháng, hết giáo trình xong chúng ta phải ôn thi 2 tháng. Thì lúc đó thì cái kiến thức của mình với tự tin để mà làm đề và tự tin là mình có thể đỗ. Chứ còn giờ càng ngày càng cái điểm số nó càng cao ấy, mà các bạn học mà thời gian nó ngắn quá thì không thể đủ kiến thức. Cô chào bạn Thành nhé. Chưa đánh nhau, không có đánh nhau nha. À, bạn Thiên. Ồn ơn sân sinh đi chống man dễ bư nè cảm xam đi ta. À, lớp của cô địa chỉ ở Vạn Phúc Hà Đông em ơi. Ở Hà Nội Vạn Phúc Hà Đông 30, 31 tháng 10 cô khai giảng và ngày 13 tháng 11 khai giảng nhá. À, hồ sơ 3, mồng 3 tháng 10, nhưng bây giờ của em phải sang vạch chấp thuận 3 vạch thì lúc đấy em mới có cơ hội để đến tháng 11 này cấp phép nhá. À, năm tới đây nếu như mà có lịch thi thì Hà Nội thì cô vẫn là mở được là cấp tốc, còn đối với Sài Gòn và Đà Nẵng là cô không thể mở được. Đấy đấy, nếu bởi vì cô rất là sợ mở cái lớp cấp tốc, nó thời gian nó ngắn quá mà học cái giáo trình nó nhiều. À, 60 bài xong từ vựng, ôi hàng ngày từ vựng, chồng từ vựng, bao nhiêu từ vựng các bạn không học được, các bạn nản luôn. Đến nỗi là khi một lớp rất là đông nhưng các bạn học không được, các bạn cũng phải nghỉ dần xong để các bạn chờ những lớp mới các bạn học đấy. Nhiều bạn như vậy nên là các bạn đã xác định học là phải cố gắng học trước đi, tự học cũng được, học ở đâu cũng được, nhưng phải tự học cho nó sớm đi, xong lúc đó mình có lịch thi là mình ôn thôi. Chứ còn để mà khi mà mình có lịch thi bắt đầu phải đi đăng ký học á, không thể nào kịp được, bởi vì cái lượng từ vựng nó quá nhiều. Giáo trình 60 bài, ngữ pháp thì có chưa đến 100 cấu trúc, nhưng đối với từ vựng là hơn 3.000 từ, các em phải biết rằng nó quá nhiều để mà khi mình nhét nhồi vào trong đầu làm sao kịp được. Mình học ngoại ngữ là mình phải dần dần từ từ chứ, hàng ngày mình phải trau dồi dần dần chứ không thể nào một lúc mình cho được. Đi 20 tháng 10 cô đi từ sáng rồi, cô mới về lúc 2 giờ thì buổi chiều nãy là lát nữa thì là lại đi tiếp. Không, ngày hôm nay là ngày của phụ nữ nên là có chứ, nếu có lịch thi thì chắc là sẽ có ngành dịch vụ em nhé. À, cô cảm ơn bạn Tún nha, các bạn cảm ơn em đã tặng quà cho cô, bạn ơi thả tim giúp cô nha, các bạn thả tim trên màn hình giúp cô nha. À, nếu như mà con trai ấy, thì lúc đó để xem trong cái người ta lấy như thế nào. Nếu như đi ngành dịch vụ thì lúc đó các bạn nam thì xem tình hình như thế nào. Nói chung khi nào có lịch thi lúc đấy mình sẽ xem tình hình, lúc đấy cô sẽ hàng ngày cô live stream và cô tư vấn cho các bạn để các bạn đăng ký nhé. Không phải lo đâu. Cô nghe ngóng tình hình trong cái thời điểm nếu như có lịch đăng ký thi và người ta sẽ đăng ký là lượng lấy bao nhiêu ngàn người, ngành nọ ngành kia, lúc đấy cô sẽ tư vấn cho các bạn.
nhá. Có chứ, cô có cái giáo trình là có cái cuốn từ vựng là giáo 60 bài, đó là hơn 3.000 từ nhá. Em cứ để lại tin nhắn trên TikTok hỏi gì cô sẽ tư vấn cho. À, bắn cho cô 100 tim, bắn thật nhiều, thả thật nhiều. Bắn mỏi tay thì thôi. Nhân ngày 20 tháng 11, 20 tháng 10 các bạn cứ bắn thả tim. Cô cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Thả tim thật nhiều. Cứ được thả tim là vui rồi. Vui lắm luôn. À, TE9 thì em phải chắc cả từ vựng và ngữ pháp, xong đó học đến quyển hết quyển 1 mình quay ra mình luyện các đề thi đi, dần dần luyện đề. Cảm ơn bạn Tún, cảm ơn em đã tặng hoa cho cô nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì là khi mà mình mà không ôn đề là cái từ vựng của mình dần dần là nó sẽ không 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 ấy đâu, là nó sẽ bị một mai ấy. Ví dụ như nhiều bạn học xong cách đây 3 4 tháng đi về đi làm. Cảm ơn bạn Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn em đã tặng hoa cô ngày 20 tháng 10 nhá. À, chúc em là luôn luôn may mắn nhá, thành công. À, sang năm thì chưa biết, chỉ biết là sang năm 2025 là có lịch thi nhưng chưa biết tháng nào em ạ. Những bạn mà chọn đang xem livestream của cô đấy, có bạn nào mà đang ở bên Hàn không? Các bạn nhắn lên trên 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 này để các bạn biết là tình hình ở bên Hàn là có vấn đề gì không, có chiến tranh gì không. Không, các bạn cũng đang lo lắng ấy. Bạn nào mà đang ở bên Hàn ấy mà là học viên cũ của cô, là học sinh cũ của cô thì các bạn nhắn cho cô nha. Anh mới về à? À thế ạ. Vâng. À thôi, bây giờ nhà cô đang có khách một chút, có anh ở bên Mỹ đã về ở quê ra chơi, thì cô cảm ơn các bạn. Cô chào các bạn nhé, tối có gì cô lại livestream nha.